Ông Trần Sĩ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Làm sao để cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 về đích đúng hẹn? Tất cả các nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 7. Quý vị đang theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng trà xanh Không Độ. Chiều 22 tháng 7 tại kỳ họp thứ 8 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại kỳ họp này không có đại biểu nào đề cử và tự ứng cử với chức danh Chủ tịch thành phố. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín với 100% đại biểu có mặt tán thành. Ông Trần Sĩ Thanh chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022 mà thí sinh cần nghiên cứu kỹ để khỏi nhầm lẫn. Trong hướng dẫn vừa ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, nhất là về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện. Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có. Từ ngày 21 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển. Ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2012-2015. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để phục vụ điều tra. Trong đó có ông Nguyễn Xuân Thanh, 44 tuổi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với ông Thanh. Hiện tại, cơ quan công an chưa công bố về hành vi sai phạm cụ thể của các bị can. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết để đưa các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 về đích năm 2025, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026, phải có sự quyết tâm của Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, trong đó vai trò của Bộ Giao thông Vận tải là đặc biệt quan trọng. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ về các thông tin liên quan đến dự án này. Thưa Thứ trưởng, dự kiến các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ khởi động vào cuối năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải đã chuẩn bị những gì để sẵn sàng khởi công dự án ạ? Công tác triển khai đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ Giao thông Vận tải. Do đó, ngay từ cuối năm 2021, thời điểm dự án còn chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã liên tục chủ trì các cuộc họp, thậm chí có những cuộc họp kéo dài xuyên đêm để hoàn thiện hồ sơ, giải trình thêm các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thống nhất phương án xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai dự án ngay sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Đặc biệt, hơn một năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các thứ trưởng được phân công phụ trách khu vực liên tục có nhiều chuyến công tác thực địa từ Bắc đến Nam để thống nhất thỏa thuận với chính quyền địa phương về hướng tuyến, làm sao để tuyến cao tốc đi thẳng nhất, tránh tối đa các khu dân cư. Đến khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 44/2022 ngày 11 tháng 1 thông qua chủ trương đầu tư dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết số 18/2022 để triển khai nghị quyết số 44/2022,
Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải tham mưu Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện dự án. Thiếu vốn, khó khăn trong kêu gọi nhà đầu tư là những rào cản lớn cho các dự án cao tốc hiện nay. Đối với cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm gì để khắc phục các khó khăn này ạ? Trong thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nên cả 12 dự án thành phần đều được triển khai theo hình thức đầu tư công. Hiện dự án đã được bố trí đầy đủ nguồn vốn, gồm ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc Bộ lập kế hoạch triển khai chi tiết, kế hoạch vốn và giải ngân từng năm cho từng dự án thành phần. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn theo tiến độ yêu cầu. Thưa ông, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu thi công cũng là những khó khăn lớn đối với các dự án cao tốc. Vậy Bộ Giao thông Vận tải giải quyết vấn đề này như thế nào ạ? Về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai ngay công tác lập hồ sơ thiết kế cắm cột giải phóng mặt bằng trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để sớm bàn giao cho các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua thành lập ngay Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh, Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện. Từ đó đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2023. Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ ban hành một số cơ chế đặc thù cho công tác khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nghị quyết số 18/2022. Trong đó, Chính phủ cho phép nâng công suất các mỏ và giao các mỏ khoáng sản cho nhà thầu thi công khai thác phục vụ dự án. Chính quyền địa phương phối hợp ngay từ bước chuẩn bị dự án trong công tác xác định, cấp phép, nâng công suất các mỏ vật liệu và kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng. Xin cảm ơn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ. Kính thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Tốc độ tăng lên cấp bậc anh chúng như tiên, bước đến không độ sâu. Hay ứng dụng chỉ vậy sao đi? Căng thẳng mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên giàu EDCC và vitamin C. Sảng khoái tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Uống trà xanh tự thanh, trà xanh không độ tăng lên cấp bậc anh chúng như tiên. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 22 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua, trên fanpage đã đưa tin Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Bài viết 120 cảnh sát triệt phá đường dây cho vay qua app chuyên khủng bố tinh thần con nợ. Sau khi đăng tải trên fanpage của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều bình luận từ phía bạn đọc như các chiến sĩ công an hay quá. Cùng với đó là nhiều bình luận khác như thật tuyệt vời, tóm hết vào tù, cuối cùng cũng tóm được đám này. Tôi cũng bị gọi đe dọa tinh thần miết, ủng hộ tuyệt đối. Vừa qua, trong thời gian mở đợt cao điểm, trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện và xử lý gần 1.000 tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Bài viết mỗi ngày cảnh sát giao thông phạt gần 1.000 tài xế dính nồng độ cồn được đăng tải trên PLO đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình của bạn đọc như phạt là đúng, đã uống rượu bia thì không nên lái xe, biết bao vụ tai nạn do rượu bia rồi, không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ cho người khác, hay hôm rồi cũng gặp bắt tài nồng nặc mùi bia, sợ thật sự. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà xanh không độ. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.